Khu Shinjuku Tokyo Nhật Bản được coi là một trong những nơi phải ghé thăm nếu đi Tokyo. Ngay cả khi có ở lại sân bay Narita trong thời gian ngắn, các biển áp phích lớn cùng cho bạn biết rằng nếu chỉ có thể ở Tokyo có mấy giờ đồng hồ, nhất định phải bỏ ra vài giờ đồng để ở lại Shinjuku. Ở thành phố người đến người đi tấp nập này, ngôi nhà nằm trong đối tượng cải tạo ngày hôm là gia đình Sudo. Tòa nhà 2 tầng này có diện tích 29m². Trong nhà có 3 người sinh sống. Vợ chồng Sudo sống ở trên tầng 2. Người vợ đang có em bé, sắp sinh ra kết tinh tình yêu của hai người. Chỉ nhìn lên tầng 2 thì vẫn ok. Ngược lại với một bà mẹ 75 tuổi, nhưng sống dưới tầng 1 thì có chút không đúng. Vì ngôi nhà này xây ngay cạnh ngã tư. Lúc trước tầng 1 được sử dụng để kinh doanh, không có vấn đề gì hết. Hành khách lưu thông tự nhiên qua ngã tư. Đối với việc kinh doanh vẫn là một ưu thế. Nhưng nếu đổi thành là sống ở đây, tình hình hoàn toàn đảo ngược. Qua khung cửa kính của bà giống như một chiếc cửa sổ được trưng bày hàng hóa. Mọi thứ bên trong ngôi nhà đều được phơi bày, không hề có sự riêng tư, thật sự rất không an toàn. Người bà bình thường nấu cơm, đi ngủ, nghỉ ngơi đều hoạt động ở bên trong. Vốn không thể coi đây là một nơi mà con người sinh sống. Rõ ràng đây không phải là điều mà hai vợ chồng muốn thấy. Để bà có thể khỏe mạnh, cũng hy vọng hai thế hệ có thể an tâm sinh sống, diện mạo của nhà cải tạo này giống như lâm tử tường. Takahashi tiến về phía trước. Vì việc xây dựng nhà cửa là luôn đề cao tinh thần chú trọng sức khỏe thể chất của người dân. Tin rằng chỉ cần người nhà luôn mạnh khỏe thì hạnh phúc sẽ đến. Anh ấy cũng được gọi là tiêu đề kỹ sư máy ấm, kỹ sư của máy ấm gia đình. Hiện tại kỹ sư giỏi nhất của Nhật Bản được cử đi, sẽ chẩn đoán căn nhà này từ trong ra ngoài. Đi qua những lối đi chật hẹp thì có thể dừng chân. Bệnh nhân đầu tiên đó chính là phòng tắm. Đừng nhìn cái phòng tắm này nhỏ. Đây là nhà của Sudo vào 10 năm trước. Vì nhà tắm công cộng gần đó đã ngừng hoạt động, sau đó mới dựng lại. Phòng tắm chật chội đến nỗi ngồi xuống là không đóng được cửa, khiến cho người ta ngạt thở. Muốn nghịch điện thoại trong nhà vệ sinh cũng trở thành một điều xa xỉ. Phía dưới phòng của bà không có nền nhà, chỉ trải một lớp trên sàn bê tông. Thường ngày vẫn hay ngủ trên nền đất lạnh giá này, cũng chẳng khác nào ngủ trên đường cái. Phải biết rằng người già sợ nhất là lạnh. Tầng 2 thật sự khá là trừu tượng. Lối đi nhỏ hướng ra cầu thang, đầy đủ dao kéo, đồ dùng bếp và tủ lạnh. Tôi hiểu rồi. Đây chính là cái mà người ta hay nói, phiên bản bếp mở của giới trẻ. Sau khi chẩn đoán xong, chúng tôi phát hiện phòng ngủ tầng 2 toàn bộ đều rất lâu đời. Phòng ngủ duy nhất thoáng đãng hơn thì chỉ có hai vợ chồng. Ngân sách mà vợ chồng Sudo đưa ra cho lần cải tạo này là 12 triệu yên. Đối với ngôi nhà nhỏ này vậy là đủ rồi. Khó khăn nằm ở chỗ cần chăm sóc lẫn nhau mặc dù sống chung. Nhưng trong cuộc sống này vẫn là sự khác biệt giữa hai thế hệ nằm ở. Thói quen sống biến ngôi nhà này thành một ngôi nhà lành mạnh hơn. Giữ vững niềm tin này, bác sĩ phụ trách chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Sau khi dọn dẹp những đồ vật cũ trong phòng, tất nhiên là chính là khâu kinh điển của chúng tôi. Ba người họ vẫn ở bên cạnh chăm chú theo dõi. Nhìn ngôi nhà đang sụp đổ, không quá bất ngờ. Ngoài ra kết cấu của ngôi nhà của Sudo có những vấn đề lớn. Thời gian phải quay ngược trở lại thế kỷ trước. Người xây dựng ngôi nhà này đã ăn bớt vật liệu. Cơ bản dầm và trụ đều là những phế thải có độ dài khác nhau được thu gom ở khắp mọi nơi. Làm một phép so sánh, nó giống như bạn xây một ngôi nhà bằng gạch. Hôm nay nhặt một viên gạch bên đường, ngày mai lại lấy một ít xi măng chắp vá lung tung lên một ngôi nhà. May mắn thay nó đã được sửa chữa bởi những người thợ. Tổng thể khung nhà trở nên chắc chắn hơn nhiều. Bác sĩ phụ trách chỉ đạo phòng tắm xây sau ở bên cạnh của ngôi nhà cũng bị loại bổ như một khối u. Những gì được phơi bày tiềm ẩn một mối nguy lớn, bởi vì bức tường phòng tắm đã bị dỡ ra tạo một lỗ hổng lớn. Khả năng chống đỡ của ngôi nhà này cũng suy yếu. Bác phụ trách dùng mấy thanh gỗ tốt để làm nẹp chéo chống đỡ bức tường của nhà Sudo. Phải chăng bức tường này đã lấy lại sinh lực cho ngôi nhà? Sau khi tầng 1 đã được sửa chữa xong, kỹ sư phụ trách đã chu đáo thiết kế cho bà một chiếc giường sưởi cao 40m. Con số này dựa theo cuộc sống hàng ngày của bà. Cho dù là nằm, ngồi hay là xoay người, hay là cho chân vào lò sưởi, hoặc đi xuống nấu cơm, làm bất kể việc gì, đều có thể làm hoạt động một cách thoải mái nhất. Đây không phải là một chiếc giường bình thường, có lẽ nên gọi nó là giường công thái học. Tầng 2 cũng được kỹ sư thiết kế cái này. Người vợ đam mê trà đạo cuối cùng cũng có đất dụng võ. Không chỉ vậy, hàng rào chắn có thể tháo rời tùy chỉnh. Đây là nơi để chào đón đứa con sắp chào đời, để đến lúc em bé biết đi đều sẽ không nguy hiểm. Hàng rào cũng có thể thay đổi lắp đặt. Đến lúc này, việc cải tạo ngôi nhà đã hoàn thành. Trước đó mặt tiền của đơn vị kinh doanh này đã bị niêm phong, gắn thêm hàng rào để bảo vệ sự. Người bà cảm thấy vô cùng an toàn. Cổng nhà của Sudo ban đầu hướng ra ngã tư, mỗi lần ra ngoài đều là chơi một trò chơi mạo hiểm. Sau khi nhà tắm được dỡ bỏ, cửa nhà được đặt ở khoảng trống giữa hai bức tường vô cùng hợp lý. Đây đã là giải pháp tối ưu. Mỗi ngày đi làm đều nhìn thấy được cái sân nhỏ này.
sẽ nghĩ ngay đến. Hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy hy vọng. Mở cửa bước vào nhà sẽ thấy ngay một không gian thoáng đãng sáng sủa. Độ nghiêng của gầm cầu thang rất thích hợp làm kho chứa đồ. Mở cánh cửa trượt phía đối diện ra sẽ phòng tắm với không gian rộng rãi. Phòng tắm tinh xảo như vậy thực sự rất đáng ghen tị. Căn nhà nhỏ rộng có 29m² đã được tối đa hóa công năng của nó. Giờ đây cả nhà có thể nghịch điện thoại trong nhà vệ sinh. Phòng của bà có một diện mạo mới. Nhà bếp vẫn nằm phía trong. Nhưng như đã nói trước, một gia đình là phải sống cùng nhau. Nhưng sự cách biệt về thế hệ, trí nhớ của người già sự suy giảm theo tuổi tác, nấu ăn cũng có thể quên bật bếp. Tôi nghĩ rằng căn nhà này rất tốt. Chồng của bà đã mất 3 năm trước. Lúc ông trẻ là một công nhân đường sắt. Cạnh bên cửa sổ là những món quà lưu niệm hồi còn trẻ khi họ đi du lịch cùng nhau. Vẫn luôn là ký ức riêng của bà. Đi đến hành lang, các vạch kẻ giống như đường ray. Đây là ý tưởng của kỹ sư, được tái chế từ vật liệu cũ, cũng như để tưởng niệm về ông. Không gian ở dưới chiếc giường trên tầng 2, dùng để lưu trữ. Cầu thang là nơi nguy hiểm nhất đối với trẻ nhỏ, cũng không quên tăng cường các biện pháp an toàn. Phòng ngủ của cặp vợ chồng cũng rất tuyệt. Cuối cùng nó cũng khác trước rất nhiều. Đó là loại giường có thể tách rời, dòng dọc được lắp dưới đáy tủ, có thể chia cắt không gian bất cứ lúc nào. Nơi đặt giường cho bé liền xuất hiện. Mở cửa sổ trên mái nhà, chính là tầng gác mái, một nơi yêu thích của trẻ em. Giờ đây ngôi nhà của Sudo cuối cùng cũng đã được chữa lành.